Vâng, điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, Cao Phong sẽ review để giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em một mẫu cục đẩy cực đẹp luôn, đẩy size 3U, hàng bãi xịn, 3 kênh, rất là đẹp. Vâng, mang cái model là MAT3088, chạy toàn bộ sò lớn Toshiba, nguồn lắp dây đồng, tụ lọc lớn, công suất rất khỏe và tiếng chất âm cực kỳ hay để các bác nghe nhạc và hát karaoke. Với những chiếc cục đẩy MAT3088 này thì kênh chuyên súp các bác có thể đánh một quả súp hơi từ 280. Vâng, rất là khỏe. Và hai kênh full, các bác đánh hai cặp full bát 30 đảm bảo với các bác kéo cực căng luôn, tiếng rất hay. Dòng đẩy AT3088 này nó chạy toàn bộ sò lớn Toshiba. Ở những chiếc mà Cao Phong đã tháo sẵn những cái nắp, các bác ngắm nhìn này, rất là đẹp luôn, nguồn lắp dây đồng nguyên chất, hàng cực khủng. Size 3U các bác, size 3U thì nó thuộc về phân khúc là đẩy công suất lớn, mà các bác hiểu là trên thị trường bây giờ những dòng đẩy 3 kênh, bản thân đẩy 3 kênh 4 kênh đã rất là hiếm rồi, hàng đẩy bãi ấy mà tuyển chọn được những con đẩy đẹp như này thì có yên tâm dùng quá sướng luôn. Dòng này chạy cực lành luôn đấy, công suất khỏe mà chất âm cực kỳ hay, chạy rất lành, hình thức đẹp đấy, các bác ngắm nhìn. Em quay muốn quay xa để các bác cùng ngắm nhìn một dàn những con đẩy bãi xịn 3 kênh MAT3088, đẹp nuốt nuột luôn đấy, nhìn cực đẹp, tay xách vận chuyển, mặt của nó là size 3U nên là đẹp, mà bảng táp lô nằm chính giữa luôn đấy, hai bên hai cửa sổ là mát. Đấy, con này các bác cứ kéo từ sáng đến tối, máy lúc nào cũng rất là mát, hàng bao zin tuyệt đối từ trong ra ngoài luôn đấy. Các bác nhìn kể cả những cái nắp nó còn rất là đẹp, đẹp xuất sắc từ cái nắp, tay xách vận chuyển. Phải nói dòng này các bác đặt trong những cái kệ hoặc là các cái phòng khách đẹp của các bác thì nó quá là sang trọng luôn đấy. Và ghép thêm những chiếc lọc, những chiếc vang, một dàn máy âm thanh thì cực kỳ đẹp. Và chơi những con đẩy 3 kênh bây giờ các bác chơi nó rất là thuận tiện, bởi vì các bác kéo trong gia đình các bác có thể đánh một cặp full 40, một cặp full 30 hoặc là hai cặp full 30, một quả súp hơi, tức là trong gia đình bây giờ các bác phải chơi như thế. Thì những cái con đẩy 3 kênh thì nó phối ghép, nó có các bác có thể chơi được quả súp hơi thì nó rất là tiện và nó hay, chất âm nó hay đấy. Các bác chơi mà không chơi được súp thì nó rất bí, hay nhiều bác mà bây giờ mua đẩy hai kênh hoặc những con âm ly thì các bác không chơi được súp hơi thì các bác rất là thiệt thòi. Thì trong cái phân khúc này thì các bác có thể vừa chạy loa full vừa chạy súp hơi nên tiếng của nó hay và đảm bảo về cái cấu hình âm thanh của nó cực kỳ tuyệt vời đấy. Lát anh em có quay gần cho các bác ngắm nhìn cái tổng thể của nó, nội thất của nó cực kỳ chất, bởi nó chạy sò Toshiba mà máy của nó rất là mới và đẹp, bên vỉ của nó rất là mới đấy. Quay xa các bác ngắm nhìn này, con nào cũng rất là đẹp luôn. Và hàng đây là hàng tuyển chọn nên là cực kỳ đẹp, đến tay các bác thì các bác rất là sướng. Đó, đẹp cả từng cái nắp các bác nhé, con nào cũng đẹp. Đó, quay tiến lại gần các bác nhé, em nhấp cái nắp thì các bác có thể chiêm ngưỡng này. Đó, rất đẹp. Với cái này chạy, các bác lưu ý nhá, dòng đẩy mà nó chạy sò lớn Toshiba thì nó rất là khỏe này. Mặt mũi con nào cũng cực kỳ đẹp luôn, nó đẹp cả từ cái nắp các bác. Đấy, bảng táp lô nằm chính giữa MAT3088 đấy, 3 kênh 3 channel này, 2 kênh này các bác đánh full này rất khỏe nhé. Các bác đánh full 2 kênh này các bác có thể đánh một quả một cặp, 2 cặp full 30. Còn nếu kênh này các bác đánh súp hơi, các bác đánh tối đa một quả súp hơi từ 280. Rất đẹp, công tắc bật tắt nguồn đó, con nào cũng đẹp luôn. Dàn đèn báo tín hiệu đi theo cho 3 kênh đấy, các bác chơi nó sẽ chớp đèn cực kỳ hay, rất là đẹp. Vế này là đánh súp này, ở đây vế này đánh full đấy. Nguồn mới lắp dây đồng rất là to, tụ lọc nhiều, các nhìn này, tụ lọc còn rất là đẹp đấy. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy 3 kênh hàng bãi xịn MAT3088, đẩy 3 kênh đẹp xuất sắc như này, thì các bác liên hệ theo hai số điện thoại 0772260096 và 0368724218. Cả ba số em đều có Zalo, em có thể gửi hình ảnh chi tiết cho các bác những con đẩy này. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và toàn thể anh em đã theo dõi video. Chúc các bác và anh em luôn sức khỏe, hạnh phúc.